Chào các bạn, trong bài trước chúng ta đã tạo liên kết được cho tất cả các tin tức bên trong trang chủ của chúng ta để người sử dụng có thể bấm vào xem chi tiết của các tin tức bên trong trang chủ. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tạo liên kết cho các tin tức để người sử dụng có thể xem chi tiết của các bài viết này. Khi chúng ta bấm vào danh mục tin cấp 1 trên menu chính thì bên cột bên tay trái này chúng ta đã lọc ra được 26 tin mới nhất. Và cột bên tay phải này chúng ta có 5 tin đọc nhiều nhất, 5 tin tiêu điểm của danh mục tin mà người dùng bấm vào. Và bên cột bên tay phải này chúng ta hiện ra 3 chuyên đề mới nhất thuộc lĩnh vực mà người dùng bấm vào. Thì hiện tại là các trang tin tức này là người sử dụng chưa bấm vào tin tức để xem chi tiết được. Do đó là trong bài hôm nay là chúng ta sẽ thực hiện việc tạo liên kết cho các tin tức này để người sử dụng có thể bấm vào xem nội dung chi tiết của các bài viết này. Bây giờ trong website của các bạn hãy mở lại trang in thể loại .php lên. Các bạn qua chế độ design. Thì trang in thể loại này là trang mà chúng ta đã in loot vào cột bên tay trái. Khi người sử dụng bấm vào một danh mục tin cấp 1 trên menu chính thì cái trang in thể loại này là chúng ta đang in loot nó vào bên cột bên tay trái. Hiện tại thì trang này chưa có gắn link. Bây giờ chúng ta sẽ gắn link cho nó. Chỗ phần tiêu đề tin chỗ này, trong phần các tin tức khác. Phần tin tức khác là phần mà chúng ta xuất ra 10 tin tức phía dưới này. Các bạn chọn tiêu đề tin trong phần các tin tức khác. Trong hộp link, các bạn hãy bấm nút ra for file. Sau đó chúng ta cũng link tới trang layout chi tiết tin.php. Và trong nút parameter này, các bạn hãy truyền vào cho nó hai tham số. Đó là tham số card và tham số ID. Card là mã số danh mục tin cấp 1 của tin tức này. Chúng ta sẽ lấy trong request r thể loại, các bạn chọn trường ID thể loại. Thì card này chính là cái mã số thể loại. ID. Đối với ID thì chúng ta sẽ lấy mã số tin tức. Khi bấm vào một tin tức thì chúng ta phải cho biết tin tức này thuộc danh mục nào và nó có mã số là bao nhiêu. Do đó chúng ta sẽ truyền đi hai mã số. Các bạn bấm nút OK. Sau đó bấm nút OK. Các bạn lưu trang in thể loại lại. Các bạn review lại trang của chúng ta. Thì bạn thấy là các tin tức khác bên dưới này là nó đã có liên kết. Và người sử dụng có thể bấm vào để xem nội dung chi tiết của bài viết này. Nhưng mà khi chúng ta bấm vào rồi thì cái liên kết của chúng ta nó đổi sang màu tím, còn mặc định thì cái siêu liên kết của chúng ta nó sẽ màu xanh. Bây giờ các bạn hãy sử dụng thẻ pen để các bạn bỏ gạch dưới của liên kết đi để nhìn cho siêu liên kết của chúng ta nó đẹp hơn. Chỗ này các bạn hãy dùng thẻ pen class. Chỗ này chúng ta dùng link đen nhạt. Sau thẻ xuyệt A thì các bạn hãy đặt vào thẻ xuyệt ban. Các bạn lưu trang lại. Các bạn review lại trang web của chúng ta. Vậy là chỗ này chúng ta đã đổi màu được cho siêu liên kết và chúng ta đã bỏ được gạch dưới cho nó. Khi bấm vào thì chúng ta xem được chi tiết của bài viết này. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm liên kết cho những cái tin tức phía trên này. Từ tin số 2 tới tin số 16 là chúng ta chưa có làm liên kết cho nó. Do đó là giờ các bạn hãy kéo lên phía trên. Các bạn chọn cái tiêu đề tin chỗ này. Sau đó chúng ta cũng cho link tới trang layout chi tiết tin.php. Các bạn cũng bấm nút parameter và các bạn truyền vào hai tham số. Tham số card và tham số ID. Thì card chính là mã số danh mục tin cấp 1 của tin tức mà chúng ta đang xem, có nghĩa là tin tức đó thuộc thể loại nào. Còn ID là cái mã số của cái tin tức đó. Các bạn chọn ID tin tức và bấm nút OK.
thì cat là đại diện cho thể loại, còn id là đại diện cho mã số tin tức. Thì sau khi tạo liên kết xong thì các bạn bấm nút ok. Cái link này các bạn hãy copy, các bạn cũng dán bỏ vào bên trong cái hình. Đối với cái hình khi tạo link thì các bạn nên cho cái border bằng 0 để chúng ta bỏ cái đóng khung của cái hình. Các bạn lưu trang web lại, các bạn refresh lại trang này. Bây giờ bạn thấy là các tin tức của chúng ta là nó đã có link. Khi chúng ta bấm vào một tin nào đó thì nó đã ra được chi tiết của tin tức đó. Và bây giờ thì các bạn cũng nên bỏ luôn cái gạch dưới của cái link này đi. Thì đối với cái tiêu đề tin này thì chúng ta sẽ sử dụng last là link đen đậm. Các bạn sử dụng ban last và chúng ta gọi cái last là link đen đậm. Sau suyệt A thì các bạn sẽ để vào thẻ suyệt ban. Sau đó các bạn hãy lưu trang web lại. Các bạn review lại trang của chúng ta. Vậy là chúng ta đã tạo link được cho cái bài viết này và chúng ta cũng đã bỏ được cái gạch dưới của nó. Khi chúng ta bấm vào cái hình thì nó cũng ra được chi tiết của cái bài viết này. Vậy là từ tin số 2 tới tin số 16 là chúng ta đã tạo được siêu liên kết cho nó. Bây giờ còn tin đầu tiên là chúng ta chưa có đặt link. Bây giờ các bạn hãy chọn cái tin đầu tiên, chọn cái tiêu đề tin của cái tin đầu. Sau đó các bạn cũng tạo liên kết tới trang layout chi tiết tin.bxb. Và chúng ta cũng bấm nút parameter để chúng ta truyền vào hai tham số cat và id. Cat là mã số danh mục tin, còn id là mã số của tin tức đó. Sau đó các bạn bấm nút ok. Các bạn cũng hãy copy cái link này, các bạn bỏ vào bên trong cái hình. Vì người ta không bấm vào cái tiêu đề thì người ta cũng có thể bấm vào cái hình. Các bạn lưu lại. Các bạn review lại trang của chúng ta. Vậy là cái tin này cũng đã có siêu liên kết. Cái tiêu đề này cũng đã có siêu liên kết. Nhưng mà đối với tiêu đề này thì chúng ta sẽ gắn last vào. Vì đây là tin số 1 thì các bạn có thể chọn cái last nào đó mà cái tiêu đề của chúng ta nó to lên. Bây giờ các bạn chọn cái tiêu đề tin này. Và chỗ này chúng ta cũng sử dụng cái thẻ ban. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng last là link đen bit. Các bạn mở lại cái tập tin set của chúng ta để chúng ta xem lại cái last này. Chỗ phần định nghĩa cho cái màu liên kết. Chỗ đổi màu link thì chúng ta đã có một cái link đặt là link đen bit, sai chữ là 16. Do đó chỗ này các bạn hãy áp dụng cái last là link đen bit vào. Thì cái last link đen bit này là chúng ta định nghĩa sai chữ là 16. Vậy bạn thấy là cái tiêu đề này của chúng ta là nó to hơn bình thường. Để chúng ta nhấn mạnh đây là tin số 1 thì cái tiêu đề nó cũng nổi hơn so với những cái tiêu đề của các tin còn lại. Vậy là chúng ta đã tạo được liên kết cho các tin tức bên cột bên tay trái. Khi người sử dụng bấm vào danh mục tin cấp 1 trên menu chính thì chúng ta đã tạo được liên kết cho bài viết của chúng ta để người sử dụng có thể xem được chi tiết của bài viết đó. Bây giờ chúng ta cũng sẽ tạo liên kết luôn cho cái phần trang tin đọc nhiều bên cột bên tay phải này. Bây giờ các bạn hãy mở lại trang tin đọc nhiều, lọc theo thể loại. Bây giờ trong trang tin đọc nhiều lọc theo thể loại này, các bạn hãy chọn cái tiêu đề tin và các bạn cũng hãy làm link tương tự. Chúng ta cũng bấm nút ra file và chúng ta link tới trang layout chi tiết tin.bxb. Và các bạn nhớ bấm nút parameter và chúng ta cũng truyền vào hai tham số. Đó là tham số cat và tham số id.
Cat chính là mã số danh mục tin cấp 1. Chúng ta chọn mã số thể loại. ID là mã số tin mà chúng ta cần xem. Chúng ta chọn mã số tin tức. Các bạn lưu lại. Thì đối với cái tiêu đề tin này thì chúng ta sẽ chỗ thẻ A chỗ này. Trước nó chúng ta sẽ chèn vào thẻ ban với thuộc tính lát là linh đen nhạt. Sau xuyệt A thì chúng ta sẽ chèn vào là xuyệt ban. Các bạn lưu lại. Các bạn review lại thử trang của chúng ta. Bây giờ bạn thấy là cái phần tin đọc nhiều của chúng ta là nó đã có liên kết. Và bây giờ các bạn bấm vào thì các bạn thấy là chúng ta đã xem được chi tiết của cái bài viết này. Bây giờ tương tự chúng ta cũng tạo liên kết cho cái phần tin tiêu điểm. Bây giờ các bạn hãy mở lại trang tin tiêu điểm cấp 1. Trang in tiêu điểm cấp 1 này là trang dùng để lọc ra các tin tiêu điểm thuộc danh mục tin cấp 1. Khi người sử dụng bấm vào một cái danh mục tin cấp 1 nào đó thì chúng ta đã xuất ra được các tin tiêu điểm thuộc danh mục đó. Bây giờ chúng ta cũng tiến hành chúng ta đặt liên kết cho các bài viết. Các bạn hãy chọn tiêu đề tin và chúng ta cũng cho nó liên kết tới trang layout chi tiết tin.bxb. Sau đó các bạn cũng bấm nút parameter và các bạn truyền vào hai tham số cat và tham số id. Thì tham số cat này chính là cái mã số id thể loại của cái bài viết đó. Còn id chính là cái mã số tin tức mà chúng ta muốn xem. Cái liên kết này thì các bạn hãy copy và các bạn đưa vào luôn cho cái hình. Vì nếu người ta không bấm vào cái tiêu đề thì người ta có thể bấm vào cái hình. Đối với cái hình thì border bằng 0. Thì đối với cái phần tin tiêu điểm này là đang xài chữ đậm. Do đó là các bạn hãy sử dụng cái lát là linh đen đậm. Chúng ta bỏ cái gạch dưới cho linh và chúng ta sử dụng cái lát linh đen đậm. Các bạn lưu lại. Các bạn chạy lại trang của chúng ta thử. Vậy bạn thấy là bây giờ các tin tiêu điểm của chúng ta là nó đã có được liên kết. Và người sử dụng bây giờ người ta có thể bấm vào để người ta xem được nội dung của cái bài viết này. Tương tự các bạn cũng hãy làm liên kết luôn cho các tin tức bên trong phần chuyên đề theo thể loại. Các tin tức bên trong phần chuyên đề này là chúng ta chưa có tạo link cho nó. Bây giờ chúng ta cũng tạo link cho nó. Các bạn hãy mở trang các chuyên đề mới lọc theo thể loại lên. Các bạn qua chế độ design và các bạn hãy chọn cái tiêu đề tin này. Cái tiêu đề tin bên dưới có nghĩa là từ tin số 2, số 3, số 4, số 5 thì chỗ này chúng ta làm link đen nhạt thôi. Thì đầu tiên chúng ta gắn link cho nó. Link thì các bạn cũng tương tự thì các bạn cũng link tới trang layout chi tiết tin giống như là trong các trang trước. Và tham số thì chúng ta cũng truyền tương tự là chúng ta truyền cat và id. Đối với cat thì các bạn lấy trong cái rìu set tin tức này thì cat chính là mã số id thể loại, còn id chính là mã số tin tức. Cái link này thì các bạn cũng copy, các bạn bỏ vào tiêu đề của tin đầu tiên và các bạn cũng bỏ vào cái hình luôn. Border thì các bạn đặt bằng 0. Bây giờ đối với cái tiêu đề tin này thì chúng ta sẽ dùng cái lá là linh đen nhạt. Sau xuyệt A thì chúng ta sẽ là xuyệt ban. Còn cái tin đầu tiên này thì chúng ta sẽ sử dụng cái lá là linh đen bit. Chỗ này sẽ là xuyệt ban. Các bạn lưu lại. Các bạn review lại. Vậy là các tin tức trong phần chuyên đề của chúng ta là chúng ta đã cho phép người dùng bấm vào để xem nội dung
chi tiết của bài viết đó. Vậy là chúng ta đã tạo được liên kết cho các tin tức bên cột bên tay trái và các tin tức của phần đọc nhiều, phần tin tiêu điểm và phần chuyên đề khi người sử dụng bấm vào danh mục tin cấp 1. Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn, là các bạn hãy tạo liên kết cho tất cả các trang tin tức khi người sử dụng bấm vào menu chính. Có nghĩa là khi người sử dụng bấm vào danh mục tin cấp 1 thì các tin tức hiện ra bên trong trang này, thì các bạn hãy tạo liên kết cho nó để người sử dụng có thể bấm vào xem được chi tiết của các bài viết trong trang này. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.